Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với lại Thảo Dược Người Dao. Trong cái clip ngày hôm nay, Thảo Dược Người Dao tiếp tục xin gửi đến tất cả các bác một cái vườn sâm đương quy của Thảo Dược Người Dao. Hôm trước thì Thảo Dược Người Dao đã đưa cho bác xem về một số những cái hình ảnh, những cái thông tin về cái cây sâm đương quy này. Và vườn sâm đấy thì sắp được thu hoạch. Và trong cái vườn sâm hôm nay, Thảo Dược Người Dao muốn gửi đến các bác đây chính là vườn sâm hơn 1 tháng tuổi, gần 2 tháng. Thì đây bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem qua xem là cái vườn sâm này nó phát triển như nào. Đây thưa bác. Và lát nữa tôi sẽ chỉ cho các bác một số những cái cách để mà trồng cái sâm đương quy này để tăng hiệu quả cao nhất. Đây thưa bác, đây chính là vườn sâm đương quy hơn 1 tháng tuổi của gia đình Thảo Dược Người Dao. Đây ạ. Đang có 3 lá. Đó. 3 lá. Có những cây đã ra lá thứ tư rồi các bác này. Đây thưa các bác, 3 lá đấy. Đây. Ra cái lá non rất là đẹp. Đây thưa bác. Và cái vườn sâm này thì ra rất là đều. Đồng thời là sự phát triển của vườn này rất là đều, đều hơn cái sâm cái vườn ngày trước. Thưa bác, là cái vườn sâm này gia đình tôi trồng hơn 1 tháng với tổng số cây thì gần 1 vạn, hơn 8.000 cây. Thì gọi là gần 1 vạn cây đấy thưa bác. Đấy. Thì cũng quay trở lại một chút về cái vấn đề tác dụng của cái sâm đương quy này thì hầu như là anh chị em chúng ta đều biết rồi đúng không ạ? Đấy, nó có tác dụng rất tốt đối với những cái trường hợp bị thiếu máu. Đấy, bị xương khớp. Đây là một cái vị thuốc đứng đầu bảng đối với lại vị đối với những cái trường hợp bị xương khớp. Và trong cái bài thuốc điều trị xương khớp nhức mỏi gân xương ạ thì đây cái sâm đương quy này là một cái vị không thể thiếu trong cái bài thuốc đấy. Và đối với lại những cái trường hợp bị thiếu máu thì chúng ta cũng không thể nào mà không nhắc đến cái sâm đương quy này các bác nhé. Và đặc biệt các bác cũng nên biết thêm những cái thông tin đây là được mệnh danh là sâm của phụ nữ. Đấy, nó đặc biệt tốt cho chị em phụ nữ. Đây. Nó rất tốt này. Ở đây các bác thấy là nó đang chuẩn bị ra tiếp một cái lá mới. Đây thưa các bác này. Rất là tốt luôn. Và nhân đây thì Thảo Dược Người Dao cũng xin đưa lên đây cho bác một số những cái thông tin để các bác mà bác nào cần trồng cái sâm này làm thuốc hay là trồng để kinh doanh ấy, thì chúng ta nắm được. Cây sâm đương quy này thì nhiều địa phương hoặc là những cái thông tin ở trên mạng ấy thì tôi thấy họ gieo trồng rất là khác từ cái thời điểm mà mình gieo ấy thì ở địa phương chúng tôi hoặc là theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi khi mà rắc thì các bác nên làm luống cao khoảng từ 25 đến 30 cm. Các bác bón lót một ít phân lân, một ít phân chuồng đó. Bón xong thì các bác rắc cái hạt sâm đương quy này lên, các bác rắc rắc đều giống như y chang mình rắc hạt rau cải. Sau đây các bác phủ một lớp rơm lên nhé. Thưa bác là có một số anh chị có gọi điện cho tôi hỏi về cách trồng sâm và muốn mua hạt giống sâm đương quy, cho nên là hôm nay thì nhân cái clip hôm nay tôi muốn đưa lên đây cho các bác tất cả các bác một số những cái thông tin
cũng như là cách trồng sâm đông quy này để cho hiệu quả nhất. Đấy thì khi mà các bác rắc hạt đương quy đều rồi thì các bác phủ một lớp rơm dạ đấy, phủ lên trên bề mặt, hoặc là các bác có thể lấy lưới đen ấy. Đấy, các bác có thể lấy cái lưới đen các bác phủ, rồi sau đấy là các bác giữ ẩm liên tục hàng ngày. Từ 10 đến 14 ngày thì hạt đương quy nó sẽ nảy mầm. Đấy, các bác liên tục tưới nước đều. Chúng tôi thì hay tưới nước vào buổi sáng với lại buổi chiều mát. Đấy, đấy là những cái thông tin cho nhiều anh chị muốn tìm hiểu về cách trồng cái và cách gieo hạt sâm đương quy ạ. Thì nhiều bác bảo mua hạt về gieo nó không lên. Đấy, các bác làm theo hướng dẫn ở trên mạng thì thật ra thì ở trên mạng thì tôi cũng chưa làm ở theo cái sự hướng dẫn trên mạng bao giờ. Theo kinh nghiệm ở trên địa phương chúng tôi thì chúng tôi hay sử dụng hay làm theo kiểu đấy, thì nó và tỷ lệ nảy mầm thì nó rất là cao, nó rơi vào khoảng hơn 80%. Đấy thưa bác, chúng ta chỉ cần rắc như rắc hạt rau thôi, chúng ta không cần phải ngâm hạt giống hay là như này như thế kia phải ú này, ở trên tôi không cần. Đấy thưa bác là như vậy. Và có bác nào có nhu cầu về hạt giống đương quy thì cứ liên hệ với Thảo Dược Người Giao với số điện thoại 0374988027. Thảo Dược Người Giao chuyên cung cấp hạt giống đương quy và cây giống. Tuy nhiên là trong cái thời điểm này thì cây giống đã không còn. Đấy, cây giống đã hết rồi. Chỉ còn hạt giống thôi. Và hạt giống thì tỷ lệ nảy mầm rất là cao. Trên đảm bảo với các bác, nếu các bác làm đúng theo cái sự hướng dẫn của tôi như vừa nãy tôi nói ban đầu ấy, thì đảm bảo là tỷ lệ nảy mầm nó trên 80%. Đấy, thưa bác là như vậy. Đây là cái vườn sâm gần 2 tháng. Đấy, gần 2 tháng như này. Và lưu ý với các bác là khi mà chúng ta từ cái thời điểm mà rắc hạt giống đến cái thời điểm mà chúng ta trồng được thì nó cũng rơi vào khoảng 2 tháng, 3 tháng thì chúng ta mới có thể trồng được. Đất nó tùy thuộc vào đất của các bác, nó tốt hay không, nó có màu mỡ hay không. Đấy. Và khi mà cái chiều cao của cái cây giống đương quy ấy nó từ 10 cm đến 15 cm, đấy là những cái thời điểm mà chúng ta phù hợp nhất để chúng ta trồng. Cái lúc đấy thì nó chưa định hình được rễ, nó vẫn còn non thì nó chưa định hình rễ, chúng ta đem đi trồng vào đất thì nó tự khắc nó định hình. Còn các bác, tôi thấy là nhiều bác bán cái cây giống đương quy nó rất là to. Đấy, nó phải to như này, thậm chí nó to hơn. Thì tôi khuyên các bác là không nên mua những cái cây đấy, tại vì là những cây đấy đã trải qua một cái quá trình nó phát triển, nó đã định hình được cái bộ rễ của nó rồi. Lưu ý là cái cây đương quy này thì chúng ta không lấy lá, mà chúng ta hầu hết là chúng ta lấy cái củ, lấy cái rễ của nó. Cho nên là khi mà các bác trồng thì các bác nên thật sự là cẩn thận về cái bộ rễ. Các bác mua hoặc là các bác nhổ cái rễ thì tuyệt đối không để đứt rễ, rễ cọc. Khi mà các bác để đứt cái rễ cọc rồi thì khi mà mình trồng thì nó lên, nó vẫn lên, nhưng mà lên về sau thì củ nó sẽ không được đẹp. Đấy là một số những cái lưu ý tôi muốn nhắn nhủ cho tất cả bác. Tại vì là trong quá trình tôi làm những cái clip về những cây thuốc ở trên vùng cao thì có nhiều bác muốn tìm hiểu về cái cây sâm đương quy và cũng đã mua hạt giống của tôi về. Có bác thì hạt giống lên được rất tốt theo sự chỉ dẫn của tôi, còn có một số bác thì lại
không theo sự chỉ dẫn của tôi mà đi, theo sự chỉ dẫn hướng dẫn ở trên mạng để các nhà khoa học nói như thế này như thế kia, hướng dẫn như này như kia thì lại không lên. Thì hôm nay tôi muốn đưa lên cho tất cả mọi người cùng biết đến với cái cách trồng cái sâm này. Và nhiều bác thì mua những cái cây mà nó rơi vào tầm khoảng 20-25 cm ấy, mua về thì rễ của nó đã tầm như này rồi. Thì thưa với các bác là cái rễ đấy khi mà là nó đã định hình được bộ rễ rồi thì mình đem vào đất mình nén chặt thì nó sẽ không tốt. Đây là kinh nghiệm của tôi đã trồng và đã thử nghiệm về cái hiệu quả cũng như là chất lượng của nó thì nó không bằng cái cây con tầm khoảng 10 cm đến 15 cm ạ. Đấy, ví dụ như cây này, chiều cao của cây mạ non này nó còn dài hơn. Khi các bác mua cây đương quy ấy thì các bác chỉ nên chọn những cái cây mà nó tầm chiều cao nó tầm này thôi. Đấy, hoặc là cao hơn một tí. Đây thưa các bác này. Thì cái lúc đấy các bác trồng vào nó là những cái thời điểm đấy các bác trồng thì nó chỉ là hơi bé thôi, nhưng mà về sau nó sẽ thu lại một cái bộ rễ nó rất là tốt nhá thưa các bác nhá. Còn các bác mà trồng nó dài quá ấy, bộ rễ nó đã phát triển to rồi, về sau các bác trồng lên thì nó sẽ không được đẹp lắm. Đấy là những cái kinh nghiệm mà bấy lâu nay bà con trên tôi đúc rút ra, nên là tôi muốn chia sẻ cho tất cả các bác cùng xem. Và nhân đây thì tôi cũng tôi cũng nói với các bác là cái cây sâm đương quy này là nó có giá trị kinh tế rất là cao. Đây là một cái loại cây trồng mới xóa đói giảm nghèo ở trên vùng cao, đặc biệt là vùng đất Lai Châu đấy ạ. Còn những cái vùng khác thì tôi cũng không rõ, nhưng mà vùng đất Lai Châu này và đặc biệt là ở chỗ tôi sinh sống ấy thì các nhà phân tích đã lên đây tìm hiểu thì đây là cái vùng trồng dược liệu để mà có cái dưỡng chất ở trên này rất là cao, rất là tốt, rất là thích hợp trồng những cái cây sâm như này. Và bác nào có nhu cầu về sâm đương quy thì có thể liên hệ với tôi, hoặc là hạt giống sâm đương quy thì các bác có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ cung cấp cho tất cả bác. Số điện thoại là 0374988027. Đồng thời là bác nào bị xương khớp, bị dạ dày đại tràng đấy thì có thể liên hệ với tôi có bài thuốc Nam gia truyền đặc trị. Rồi tôi xin kết thúc cái clip này ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi cái kênh Thảo Dược Người Dao này. Chúc các bác và gia đình có một sức khỏe dồi dào, an khang. Xin cảm ơn.